Rồi, ok vô học. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ học về câu điều câu tường thuật, câu trực tiếp thành câu gián tiếp. Đó, câu trực tiếp là như thế nào và câu gián tiếp là như thế nào? Thì có bạn nào biết dấu hiệu để mình biết đó là một câu trực tiếp hay không? Dấu hiệu để mình biết đó là một câu trực tiếp là cái gì? Mình có gì ta, nó bự lên, các bạn nó bự lên thầy nè, các bạn biết không? Dấu hiệu câu trực tiếp đó chính là nó có dấu ngoặc kép như thế này. Được chưa? Đó, rồi sau đó là cô ấy nói chẳng hạn vậy, she said hoặc she told gì đó. Đây là dấu hiệu của một câu trực tiếp. Được chưa? Vậy câu cái vế mà nó nằm trong này nè, nằm trong dấu ngoặc kép này là ai, là người nói? Là con này nó nói nè. Được chưa? Bạn she là người nói nè. Được chưa? Đó, ok. Nhưng mà đây là một câu trực tiếp để chuyển sang câu gián tiếp. Câu gián tiếp là như nào? Kiểu như mình tường thuật lại là con nhỏ này nó nói như thế nào. Được chưa? Đó, con nhỏ này nó nói như thế nào thì đó là đây là câu trực tiếp và đây còn là gián tiếp. Gián tiếp hay nói là câu tường thuật lại, mình kể lại thôi. Được chưa các bạn? Đó, nhưng mà lúc mà mình kể lại thì nếu mà con nhỏ này nó nói she này, trong này nó nói cái gì? I love you nè. Được chưa? She said to me. Chẳng hạn. Đó, cô ấy nói với tôi I love you. Vậy trong câu này she là người, vậy chứ ai này nó nói với ai đây? Ai là ai? Ai là đại là she. Được chưa? Còn you thì chắc chắn là mình. Được chưa? Nhưng mà lúc mình tường thuật lại thì mình có biết là I love you không? Không. Các bạn đã tưởng tượng được chưa? Hiểu được không các bạn ha? Đó, thầy đi từng bước rất là chậm các bạn ha, thì đã hiểu được câu trực tiếp và câu gián tiếp ha. Cái này không biết hướng dẫn bạn thì giải thích các bạn dễ hiểu thôi. Được chưa? Đó, rồi. Rồi bây giờ thầy sẽ đi theo từng bước ha. Cái bước đầu tiên đó chính là cái gì? Từ để biến từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bước đầu tiên đó chính là các bạn phải vui lòng biến đổi thì. Mà trên trường giáo viên sẽ nói các bạn đó chính là cái gì thì? Đúng rồi, chính xác, lùi thì. Lùi thì là như thế nào? Thì các bạn nhớ để biến thành câu trực tiếp sang câu gián tiếp, bước đầu tiên đó chính là lùi thì giúp thầy. Được chưa? Đó, nhưng mà có phải lúc đầu bước đầu tiên có lùi thì hay không? Không, thì tí nữa thầy sẽ nói sau các bạn ha. Hiện tại biết đầu tiên là lùi thì giúp thầy. Lùi thì là như thế nào? Đó, đầu tiên đó chính là thì nếu mà trong câu trực tiếp, cái câu á mà nó trong dấu ngoặc kép này nè, nó ở thì hiện tại đơn. Được chưa? Thì mình sẽ lùi sang thành thì quá khứ đơn. Được chưa? Cái đầu tiên đó chính là đây là câu trực tiếp của các bạn ha, hiện tại đơn. Hiện tại đơn mình sẽ biến đổi thành quá khứ đơn. Được chưa? Đó, vui lòng biến đổi quá khứ đơn. Nhớ cái bước đầu tiên trước thầy ha. Nếu mà trong câu này mà nữa, hiện tại đơn ở trong câu này nè, trong cái dấu ngoặc kép nè các bạn, từ hiện tại đơn đổi thành câu gián tiếp thì thầy thành quá khứ đơn. Được chưa? Rồi tiếp tục, thầy có hiện tại tiếp diễn sẽ thành gì các bạn? Sẽ tạo thành quá khứ tiếp diễn. Được chưa? Đó, ok. Hiện tại đơn và quá khứ đơn, các bạn nào còn thắc mắc cấu trúc không? Dễ mà đúng không? Đó, cấu trúc có sẵn rồi, trước giờ thầy dạy các bạn rồi. Còn hiện tại tiếp diễn cấu trúc là chủ ngữ is, am, are, còn động từ thành in. Được chưa? Còn quá khứ tiếp diễn, nhiệm vụ các bạn thay thế is, am, are thành gì? Was hoặc là were. Quá dễ đúng không các bạn? Thôi thầy mình nói ra đi. Đó, đối với cái trường hiện tại đơn, hiện tại đơn là gì? Chủ ngữ, còn is, am, are, còn verb in. Được chưa? Nhưng mà lúc mình chuyển qua sẽ thành quá khứ đơn, thật sự là quá khứ tiếp diễn là was hoặc là were, rồi động từ thêm in. Cái này nó mới là câu khẳng định thôi các bạn, cái này mới là câu khẳng định. Được chưa? Đó. Còn câu phủ định các bạn chỉ cần thêm thầy dưới chữ nó thôi, đơn giản. Được chưa các bạn? Đó, rồi tiếp tục. Cái tiếp theo đó chính là hiện tại hoàn thành, nó sẽ thành gì các bạn? Hiện tại hoàn thành sẽ thành gì? Ở quá khứ hoàn thành thôi, những cái hiện tại thành quá khứ. Được chưa? Thành quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành. Được chưa? Hiện tại hoàn thành có cấu trúc gì các bạn? Hiện tại hoàn thành có cấu trúc là gì? Have hoặc là has. Hiện tại là have hoặc là has, tùy chủ ngữ. Rồi sau đó là động từ. Verb 3, động từ cụm 3. Được chưa? Mà để chuyển đổi thành quá khứ thành nhiệm vụ các bạn chỉ còn như thế nào thôi? Biết thằng khác cho thầy đúng không các bạn? Đó, đây là cấu trúc của quá khứ hoàn thành. Ôn lại với bạn luôn, có phòng trường hợp bạn nào quên. Được chưa? Đó. Vậy quá khứ hoàn thành dùng để làm gì? Nhớ không? Hồi trước thầy nói với bạn, bạn nào nhớ quá khứ hoàn thành dùng để làm gì? Tường nhớ không Tường? Đúng rồi. Đó, thì các bạn nhớ là trong quá khứ nó sẽ có hai hành động. Được chưa? Thì rõ ràng hai hành động nó xảy ra trong quá khứ rồi. Các bạn nhắm cái hành động nào nó xảy ra trước á thì nó là quá khứ hoàn thành. Hành động sẽ sau dùng quá khứ đơn. Được chưa? Đó, thầy cho các bạn một cái ví dụ thầy hay nói với các bạn, đó chính là ví dụ mà rạp chiếu phim. Ví dụ ngày hôm qua thầy đi xem phim.
thì đó là cái việc đó là ở quá khứ đơn rồi, quá khứ rồi đúng không các bạn? Rồi nhưng mà thầy kể lúc mà thầy vô rạp thì bộ phim nó đã bắt đầu được 30 phút rồi, được chưa? Thì rõ ràng cái việc mà bộ phim nó đã bắt đầu 30 phút thì nó việc nào nó xảy ra trước các bạn? Bộ phim nó đã bắt đầu trước rồi, rồi sau đó mình mới tới. Thì rõ ràng cái việc mà bộ phim bắt đầu trước là dùng quá khứ hoàn thành, cái việc mà mình tới mua rạp cái phim là quá khứ đơn. Các bạn đã tưởng tượng được chưa? Rất là đơn giản, được chưa các bạn? Rồi tiếp theo mình còn cái hiện tại hoàn thành tiếp diễn mà không có ra đâu, được chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ có quá khứ đơn. Đó, mình quá khứ đơn, mình lùi quá khứ đơn thành gì đấy? Thành quá khứ hoàn thành luôn các thầy. Thành quá khứ hoàn thành luôn. Được chưa? Mình lùi xuống mà. Được chưa các bạn? Thì quá khứ đơn lùi xuống cái thầy quá khứ hoàn thành. Được chưa? Làm sao làm đầu tiên xác định cái thì trong cái dấu ngoặc kép cái thầy. Được chưa? Rồi. Tiếp theo, thầy sẽ có quá khứ hoàn thành. Nếu mà trong câu nó có quá khứ hoàn thành thì mình lùi xuống còn gì nữa? Đúng các bạn? Còn gì nữa? Thì quá khứ hoàn thành nó vẫn là quá khứ hoàn thành luôn, được chưa bạn? Đó, không biến đổi gì nữa. Nhưng mà để mà xác suất mà đề thi mà nó ra mà trong câu giống một cái là quá khứ hoàn thành á, ta nghĩ là nó không có đâu, được chưa? Bởi vì đề thi của mấy đứa chỉ có đâu có hai ba câu này à, nó sẽ không ra mấy cái vụ mà như thế này đâu, nó sẽ ra mấy câu một hiện tại đâu, mấy cái này đã giờ thầy Dũng nói nè, chứ không ra cái này đâu. Với lại biến đổi mấy cái mà về thời gian nữa, ví dụ ngày hôm qua biến đổi như nào, hôm qua biến đổi yesterday biến đổi như nào thôi, chứ nó thầy nghĩ không ra cái này. Ở thêm một cái nữa thầy nói luôn, đó chính là quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn, được chưa? Đó, quá khứ tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn là was were nè, was in nè, được chưa? Thì quá khứ tiếp diễn nó sẽ biến đổi thành quá khứ gì? Nó sẽ biến đổi thành gì? Nó vẫn có thể là quá khứ tiếp diễn luôn, nó vẫn có thể là quá khứ tiếp diễn, hoặc là nó sẽ biến đổi thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn, được chưa? Đó, đó chính là gì? Had cộng been cộng verb in, đây là cấu trúc của quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Mà coi như cách dùng của quá khứ hoàn thành tiếp diễn làm gì? Còn been, bởi vì đề thi tham gia còn been, được chưa? Đó, nhưng mà một lần nữa đề thi thằng nghĩ nó sẽ không ra hẳn này, mình biết để kiểm tra 15 phút bạn, để biết để mình kiểm tra 15 phút thôi, chứ đề thi giữa kỳ học kỳ nó không ra đâu, được chưa? Rồi khi mấy cái này các bạn cũng khá là dễ tưởng tượng ha, nhớ cái thầy lùi mấy cái thì rất là dễ chứ không khó, ok ha. Rồi kịp các bạn ha, rồi chuyển sang phần mới. Mình đã có quá khứ rồi, bây giờ sẽ tới gì các bạn? Có quá khứ, có hiện tại rồi, mình sẽ giờ tới gì đây? Ở tương lai, được chưa? Tương lai có hai cái, ở tương lai, được chưa? Ở tương lai của will. Nói chung thầy sử dụng chữ will nhanh gọn các bạn ha. Will sẽ biến đổi thành gì? Ở would cho thầy, được chưa? Will sẽ biến đổi thành would, quá đơn giản, được chưa? Đó, cái là tương lai đơn các bạn ha, là thầy có tương lai tiếp diễn, rồi tương lai hoàn thành tiếp diễn. Tương lai hoàn thành tiếp diễn là cái mình vừa mới học gần đây nhất, đúng không các bạn? Đó, chắc chắn là các bạn phải nắm được tương lai hoàn thành tiếp diễn nha, bởi vì đề thi nó chắc chắn là sẽ ra, thầy nghĩ là hai câu đề thi giữa kỳ á, nó sẽ ra hai câu. Bạn nào mà chưa nắm, bạn nào mà mới vào lớp mình á, thì vui lòng đi hệ thầy việc mới vào, đúng không? Ủa thầy, em đã coi video hoàn thành tương lai hoàn thành tiếp diễn của thầy chưa? Tương lai hoàn thành của thầy gửi chưa luôn hả? Ồ vậy vui lòng là liên hệ thầy nha, chứ mà tuần sau là thi rồi đúng không các bạn, là không kịp đâu, mà tuần sau là rất là nhiều video luôn á, rất là nhiều video ôm á, muốn điểm cao không? Ừ, thì phải coi, phải xin video này thôi, bởi vì tương lai hoàn thành nó dễ mới đúng, tương lai hoàn thành dễ không? Với em nó có dấu hiệu đó rồi đúng không bạn, nhớ vậy anh Nguyễn, dấu hiệu là gì? Thầy biết rồi, đó là cách cấu trúc, nhưng mà dấu hiệu của tương lai hoàn thành là gì? Trong câu nó có gì? By the time, rồi by này nó rất dễ, được chưa? Đó, nhưng mà các bạn một lần nữa cũng phải coi nó là câu hỏi, câu khẳng định hay là câu phủ định, hay là nó phải là bị động nữa hay không? Nhớ thầy lúc nào cũng phải đặt câu hỏi, nó đang ở thể nào, được chưa? Nhớ thầy nhắn các bạn, được, nó không phải lúc nào cũng là, không phải lúc nào cũng là câu khẳng định, được chưa? Phải coi kỹ thầy. Rồi mình đã có will thành would, rồi còn gì nữa? Can nó sẽ thành gì? Những cái modal verb can nó sẽ thành gì các bạn? Would, được chưa? Can sẽ thành would, được chưa? May sẽ thành may, quá dễ rồi, được chưa? Đó, lùi một thì cho thầy. Rồi còn một số trường hợp nữa, ví dụ như là should nó sẽ vẫn là should, được chưa? Should nó vẫn là should. Rồi must nó sẽ thành gì? Thầy nghĩ nó ra là chữ must này, must sẽ thành had to, là had to. Đúng rồi, had to này, nhớ thầy nha, thành had to, bởi vì quá khứ mà không được thành had to được, được chưa? Rồi tiếp tục còn một cái nữa, để nãy thầy có một cái tương lai đơn với will,
Rồi kia bây giờ thầy sẽ có tương lai với gì? Đúng rồi, giỏi be going to, mà be going to thầy nói chung nó chỉ là is am are thôi. Is am are going to. Thành gì? Thành gì? Đây hiện tại thôi, hiện tại thôi. Is am are này là hiện tại rồi thì sao gì? Ở was hoặc were going to thôi. Rồi, sau going to động từ như thế nào mấy đứa? Ờ, động từ nguyên mẫu thầy. Đây chứ, sau to động từ nguyên mẫu. Được chưa? Đó. Thật ra còn nữa mà thôi, khỏi cần biết. Rồi, nhưng mà hồi nãy thầy nói với các bạn đó, có phải lúc nào mình cũng sẽ biến đổi hay không? Rồi, xong vô trễ rồi là không biết gì luôn. Bị hai bạn bị lộn lốp xe. Vậy mình đợi chút xíu cho hai bạn vô các bạn ha. Rồi, bạn nào chưa kịp chỗ nào thì nói lên thầy nha. Đừng có im việc với lại việc phút đúng không? Hiểu mà đúng không? Kịp mà đúng không? Thầy nói lại nha, ngày mai và tuần sau thầy sẽ gửi rất là nhiều video nha, rất là nhiều video cho các bạn. Bởi vì bữa giờ mình chưa có ôn những bài đọc và những bài ruột lỗ đúng không các bạn? Mà cái bài đó là mà cái bài các bạn làm cũng được. Đúng không? Cho nên thầy sẽ chuẩn bị rất là nhiều cho các bạn để các bạn. Thế nếu mà thôi thì mình sẽ trúng tủ vô được. Người ta dễ thương vậy mà sợ con trai chó đấy. Dạ. Nó không sao đâu, đông người lại không dám làm gì đâu. Thôi đi đi đi, thôi. Chúng rồi. Bị lũ xe. Rồi mấy cái mà câu tuần thuật đó em hiểu chưa? Mình lùi thì biết chưa? Rồi thay đổi cái này là biết chưa? Must and have to là biết chưa? Ghi hết đúng không? Nhưng mà có nhớ mà đúng không? Vẫn được thì ngày hôm nay chủ yếu cũng ôn lại, thầy nghĩ là đa số là mình cũng đã coi rồi. Được chưa? Rồi biến đổi mấy cái này, nhưng mà hồi nãy thầy nói các bạn có phải lúc nào mình cũng sẽ biến đổi hay không? Không. Khi nào không biến đổi không? Nhắc đầu mà đúng không? Vậy biết. Vậy có biết không? Khi nào? Kể sáng được sao đâu? Bữa đó bữa lên thầy nghe nè. Không ạ. À, các bạn nào biết khi nào mình không biến đổi không? Rồi bây giờ thầy nói các bạn ha. Đến sáng này. Bây giờ một câu nó sẽ có hai phần các bạn ha. Một câu nó sẽ có hai phần. Ví dụ một câu rất là đơn giản, nãy thầy nói với bạn I love you. Rồi she said. Một câu nó làm nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên đó chính là cái phần trực tiếp này. Được chưa? Đó. Và một phần thứ hai đó chính là cái phần này. Ok ha. Đó. Mình biến đổi khi nào? Khi mà cái phần này nè nó đang ở gì ở đâu đây? Ở quá khứ. Được tiếng bạn. Được chưa? Cụ thể đây là quá khứ đơn. Được chưa? Thì lúc này mình mới biến đổi cái này xuống một cái thì. Được chưa bạn? Các bạn hiểu thầy đang nói gì không? Mình chỉ lui thì. Mình sẽ bị lùi thì khi mà cái phần bên phía sau này nè nó đang ở quá khứ đơn. Được chưa? Nhìn rất là đơn giản. Set nè, rồi told nè. Được chưa? Rồi asked nè. Dấu hiệu của quá khứ đơn hết rồi nè. Thì lúc đó mình mới lùi thôi. Được chưa? Đó, nhớ thầy ha. Vậy đối với cái trường hợp nào mà nó không có lùi? Được chưa? Đối với cái trường hợp mình không. Đối với trường hợp cái này nó không phải là quá khứ mà ở những cái hiện tại. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là say. Được chưa? Nếu mà chủ ngữ xuống nhiều đúng không ạ? Đó, they say. Rồi, tiếp tục. Said thêm S. Trường hợp này. Rồi còn gì nữa? Is saying. Được chưa? Thầy đang nói kiểu như là nói cơ bản các bạn thôi, nói chung chung thôi. Được chưa? Đó. Hiện tại đơn nè, hiện tại tiếp diễn nè, hoặc là tương lai nè. Will say. Được chưa? Đối với những cái trường hợp này thì mình có lùi thì không? Không.
nhớ giúp thầy ha. Đó, ok ha các bạn. Thì đối với những cái trường hợp này, các thầy nghĩ các bạn nhớ là được rồi ha. Đối với những cái trường hợp này là tuyệt đối là mình không được lùi thiệt. Ok ha. Bởi vì những cái này nó một cách chung chung. Được chưa? Nó một cách chung chung. Được chưa? Cho nên là mình sẽ không có lùi. Nó không liên quan gì về quá khứ hay là quá khứ gì nữa, cho nên là không có lùi. Đó. Đó là một cái đầu tiên mình không được lùi. Được chưa? Cái này dễ nhớ đúng không bạn? Cái này dễ nhớ nha. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng là như vậy nha, không phải lúc nào nó là chữ say nhưng mà nó có thể là chữ claim. À, như thế này, nhưng mà các bạn nhìn vô các bạn không thấy y đi thì chắc chắn là lên nhìn thấy đúng rồi. Được chưa? Cho để ý cái này với thầy nha. Rồi trường hợp nào mà mình cũng không được lùi thì nữa. Đây, giả bộ. Thôi. Thì câu này các bạn nhìn vô thì rõ ràng cái này đang thì gì đây? Quá khứ đơn, nhìn cái này trước với thầy. Quá khứ đơn. Đó. Nhưng mà theo nãy giờ thầy nói là mình phải lùi đúng không? Nhưng mà còn một trường hợp mà cái này nó là quá khứ đơn, nhưng mà cái ở trong này nó vẫn giữ nguyên, mình không được lùi thì khi nào? Các bạn nhớ giáo viên có nói với bạn trên trường khi nào? Có ai biết ai nói không? Giáo viên có nói không? Được chưa? Mình mặc dù cái này là quá khứ đơn, nhưng mà trong câu này mình cũng không được lùi thì khi mà trong câu này nó đang nói về một cái sự thật hiển nhiên, nói về một cái chân lý hay nói về một cái thói quen. Ba cái đó nãy thầy nhiều nói với bạn mình phải dùng thì gì? Hiện tại đơn đúng không bạn? Đó, ví dụ cái gọi là cái một cái câu mà nói về một cái chân lý, một cái sự thật hiển nhiên mà các bạn rất là hay nghe đó chính là cái gì? Mặt trời mặt ở hướng gì? Hướng đông đó. Được chưa? Đó là một câu rất là hay nghe. Được chưa bạn? Đó thì đó là một cái chân lý rồi, mà chân lý thì luôn luôn dùng hiện tại đơn. Được chưa? Đó, mình không thể nào lùi thì nữa. Mặc dù cái này là dùng quá khứ đơn rồi. Các bạn có hiểu thầy nói gì không? Đó, ví dụ như là cái gì? Sun rises in the east. Được chưa? Đó, câu này có chỗ nào sai không các bạn? Câu này có chỗ nào sai không? Rise sao? Tại sao rise là bỏ é? Phải coi chừng ít hay nhiều chứ? Mặt trời có bao nhiêu mặt trời? Một thì nó bỗng như thế nào? Nhìn sai chỗ nào đây các bạn? Phải có chữ đời thế này. Mặt trời là một thực thể duy nhất cho nên phải có tờ. Được chưa bạn? Đó, mặt trời mọc ở hướng đông, cô ấy nói. Thì đối với cái trường hợp mình thuộc lại thì biết lại y chang, không cần phải thay đổi gì nữa. Được chưa? Không có lùi thì nữa các bạn. Đó, the sun rises in the east. Các bạn đã hiểu thầy đang nói gì chưa? Đó, đối với cái trường hợp đó chính là nói về một cái sự thật, một cái chân lý. Được chưa? Nhớ với thầy nha các bạn. Hiểu được không? Ok nha. Đó, cho nên thầy phân tích rất là kỹ các bạn, rất là chậm rãi các bạn luôn. Rồi, kịp không? Có ai thắc mắc chỗ nào không? Vậy làm sao làm? Trước khi cái bước mà mình lùi thì các bạn coi gì cho thầy? Coi đây nè, cái động từ đằng sau chủ ngữ đây nè. Coi nó đang ở hiện tại đơn hay là quá khứ đơn. Được chưa? Rồi sau đó mình mới coi, nếu mà quá khứ đơn, đa số 95% là đề thi nó ra với bạn là quá khứ rồi. Được chưa? Đó, nhưng mà cũng kệ, lỡ nó ra 5% còn lại 6. Được chưa? Thì con kỹ thầy, nó đang quá khứ đơn hay hiện tại đơn. Nếu quá khứ đơn thì mình lùi thì. Được chưa? Nếu mà hiện tại đơn thì giữ nguyên. Nhớ thầy nha các bạn, bởi vì bữa hôm sau mà các bạn làm bài tập sẽ có một số câu như vậy để ý thầy. Được chưa? Đó. Nhưng mà lùi thì nó có đơn giản không? Không đơn giản luôn nha. Tùm lum tùm la nha mấy đứa. Rất là nhiều. Được chưa? Ok, rồi ok. Rồi, nãy giờ kịp mấy cái lùi thì các bạn ha. Lùi thì ok ổn ha. Rồi bây giờ có một cái này, đó chính là mình sẽ thay đổi một số cái gọi là trạng từ chỉ thời gian. Ví dụ như là tomorrow hay là yesterday này nọ kiểu. Thì chắc là để thầy coi. Buổi sau mình học đi ha. Bởi vì thầy nghĩ bây giờ nói nó bị nhiều quá. Với lại thầy chuẩn bị bài tập thì thầy chưa chuẩn bị phần đó nữa. Thì để buổi sau đi. Buổi sau thầy sẽ gửi video lớp kia rồi các bạn coi đi ha. Bởi vì nhiều quá mấy đứa bị lú á. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển đổi cái phần. Nãy giờ thầy mới chuyển đổi cái gì thôi. Thầy cho một cái ví dụ đi các bạn, thầy sẽ cho một cái bạn ví dụ đi để cho các bạn gọi là cọ sát một chút xíu. Rồi ví dụ này nha, từ để thầy coi thử. À đúng rồi, chưa nói cái này, hồi nãy là mình
đầu tiên đó chính là mình coi thử cái mà sau chủ ngữ nó là quá khứ đơn hay hiện tại đơn ha, mình coi đó. Ok, nếu mà quá khứ đơn thì mình lùi thì nãy giờ thầy nói rồi, nhưng mà mình còn thay đổi một cái gì nữa các bạn, ngoài cái việc mà mình thay đổi những cái dấu mốc thời gian, một cái trạng từ thời gian, ví dụ tomorrow nó thành gì đó, yesterday nó thành gì đó, mình còn thay đổi một cái gì nữa quan trọng. Đúng. Nói chung đó chỉ là những cái đại từ nhân xưng, hay là những cái tính từ sở hữu, hay là những cái gọi là tân ngữ. Được chứ các bạn, giống như nãy thầy nói các bạn, I love you, she said, thì I, người nào là she, you là me đó. Thì vui lòng thay đổi cái đó, thầy nghĩ cái đó dễ đúng không ạ? Cho nên làm sẽ làm coi kỹ những cái gọi là chủ ngữ, rồi những cái tân ngữ, rồi những cái sở hữu thầy. Được chưa, thử thầy nha. Rồi, một con ví dụ đơn giản thôi các bạn ha. Rồi, để thầy cho cách để mình phân tích các bạn ha. Đầu tiên, nhìn vô cái này, nhìn cái gì trước, nhìn cái này thầy. Thì rõ ràng này quá khứ đơn rồi, thì mình sẽ lùi thoải mái. Được chưa? Rồi, trong câu này, ở trong cái dấu ngoặc kép này, nó đang thì gì các bạn? Đang thì gì? Quá khứ đơn, thì chắc chắn lùi thành gì? Quá khứ hoàn thành. Rồi, câu này ai nói với ai? Biết phải nói luôn thầy, phải biết xác định ai nó đang nói chuyện với ai. She nói với Jack. Được chưa? Đó, xác định ba cái đó như thầy. Được chưa? Thật ra cái này, câu này nó vẫn chưa đầy đủ ý. Nó phải là ví dụ ngày hôm qua nữa. Thì ngày hôm qua mình phải như thế nào? Mình phải biến đổi nữa. Được chưa? Bạn đang có ví dụ đơn giản ha. Thì câu này chắc chắn là she đang nói chuyện với Jack. Nhưng mà nếu là thầy nói là cô ấy nói chuyện với Jack, thầy sẽ nói như thế nào? She gì? She said gì? Các bạn nhớ nha, said thì said to ai đó. Được chưa? Nhưng mà nếu mà told thì như thế nào? Told ai đó luôn. Là told Jack luôn. Được chưa các bạn? Đó, vậy các bạn nhớ thầy đó chính là said to someone. Nhưng mà told thì told someone luôn. Được chưa? Mấy cái này rất là dễ lộn nè. Nhớ thầy nhé các bạn. Đó, đề thi nó ra 7 đó. Tuyệt đối là không có said someone, không có said me, cũng không có told to me, chỉ có said to me hoặc là told me thôi. Được chưa? Hai cái này y chang nhau. Được chưa? Đó. Các nhân coi kỹ các bạn. Đề thi mà nếu mà nó ra mấy cái mà tìm lỗi sai thì vui lòng để giúp thầy. Rồi, câu này thì chắc chắn mình lùi thầy rồi, nhưng mà mình để ý mấy cái gì đây? My. Rồi, hết rồi, đúng không? Chỉ có một cái tính từ sở hữu thôi. My này đang nói về ai đây? Đang nói về she. Được chưa? Học sinh của tôi gặp tai nạn rồi chắc. Cô ấy nói. Thì học sinh của tôi đó chính là học sinh của cô ấy. Vậy mình có cô ấy là gì? Đúng rồi, her student. Her student. Này, quá khứ đơn chuyển thành quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành thì sẽ có gì? Hát. Được chưa? Rồi gì nữa? Rồi vẫn phước ba của hát nó vẫn là hát. Hai cái hát này nó giống nhau không? À, một cái này là có nè. Còn cái này là do của quá khứ hoàn thành cấu trúc hát còn với động từ ba. Được chưa? Rồi an accident. Đúng không ạ? An accident. Con này đúng, nó phải có một cái trạng từ chỉ thời gian nữa. Ví dụ như là last night hoặc là yesterday sẽ thành gì? Thì bữa hôm sau mình sẽ biết. Được chưa? Giờ nói thêm mắt cô mắt con là các bạn bị rối. Được chưa? Đó, mình biết lại chữ Jack không? Không nha các bạn, không biết lại chữ Jack nữa. Được chưa? Đây là một câu đơn giản luôn các bạn. Đây là một câu rất là đơn giản thôi. Đó, hướng dẫn từng bước các bạn rồi nha. Có thắc mắc thì hỏi thầy nè. Câu bài nào chưa có đây không ta? Có hai bạn đúng không? Rồi, một cái ví dụ rất là đơn giản ha, cho các bạn tưởng tượng được. Tí nữa mình sẽ làm bài tập sau. Rồi, tiếp stop. Rồi, thay đổi, nhớ thay đổi với thầy mấy cái mà đại từ nhân xưng, rồi chủ ngữ, rồi tính từ sở hữu, rồi mấy cái mà tân ngữ, rồi me này nọ, rồi her, rồi him rồi đó. Rồi, ok ha.
Rồi, bây giờ mình sẽ sang cái phần này. Phần này thầy nghĩ đề thi nó sẽ ra một con. Cái phần mà đại từ mấy cái mà câu tường thuật này thầy nghĩ đề thi nó sẽ ra ba câu. Một câu là một câu khẳng định thay đổi về mấy cái nãy giờ thầy vừa nói, rồi cộng thêm cái mà trạng từ chỉ thời gian, được chưa? Cái thứ hai đó chính là câu hỏi, được chưa? Đó, cái thứ ba đó chính là những cái ví dụ như là chúc mừng nè, rồi sau đó là ra lệnh này nọ, cái đó mấy thầy Hoàng nó dạy mấy đứa đúng không? Đó, cái đó thì bữa hôm sau mình sẽ học các bạn ha. Thầy nghĩ đề thi nó sẽ ra ba câu như vậy, được chưa? Rồi bây giờ sang cái phần câu hỏi. Phần câu hỏi nó hơi bị gọi là rối một chút xíu các bạn, nó bị rối chút xíu, được chưa? Rồi vô. Bây giờ trước khi mà thầy nhảy sang mình gọi là mình chuyển đổi câu hỏi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp như thế nào, từ từ nói cái đó ha. Thì bây giờ thầy nói trước, thầy nói lại các bạn, đó chính là trong tiếng Anh nó sẽ có mấy dạng câu hỏi. Nó có mấy dạng? Hai dạng, đúng không các bạn? Thầy nói được hai dạng, hai dạng là mới đúng. Câu hỏi gì? WH question và câu hỏi trả lời có hoặc là không, đúng không? Đó kêu yes no đó các bạn. Nó sẽ có hai là câu hỏi ha. Thì sẽ phân tích kỹ bạn. Đầu tiên là trường hợp mà nó có yes no question. Được chưa? Đó, trường hợp yes no question. Câu hỏi yes no. Rồi nhưng mà đối với cái trường hợp mà câu hỏi yes no nó cũng sẽ chia ra tùm lum trường hợp luôn. Nó sẽ có bốn trường hợp này. Trường hợp đầu tiên đó chính là cái gì? Câu hỏi trả lời có không? Trường hợp đầu tiên đó chính là be. Bây giờ thầy nói đơn giản thôi, ví dụ như là tôi là học sinh. I am a student. Bởi vì mỗi thì, mỗi cái thì nó sẽ có cách đặt câu hỏi nó sẽ khác nhau, được chưa? Đó, ví dụ như là hiện tại đơn, thầy nói hiện tại đơn. Hiện tại đơn mà trong câu, hiện tại đơn nó sẽ chia ra hai trường hợp. Một trường hợp là trong câu nó có động từ và trong câu không có động từ. Trong câu mà nó không có động từ buộc phải có gì? Trong câu không có động từ, không có động từ mà mình động từ làm gì? Thì phải có be. Để chứ trong câu này nó có động từ đâu thì buộc phải có be. Để chứ mà để tạo thành câu hỏi thì buộc mình phải như thế nào? Mình phải quăng be lên đầu câu là lên trước chủ ngữ nè. Được chưa? Đó, cho nên đối với cái trường hợp mà câu hỏi yes no mà nó có be thì nói chung chung là be thôi nha, bởi vì be nó có gì? Is, am, are, was, or were nữa. Được chưa? Tại đang nói chung chung thôi. Thì nhiệm vụ của bạn đó chính là gì? Các bạn quăng be lên đầu câu. Được chưa? Đó. Thì be nó có is, am, are và was, were. Ví dụ be thì nó đang nói chung thôi nha. Có be bao giờ chưa be đứng đầu câu không? Không, không được. Be thì nó nói một cách chung chung thôi. Bởi vì be bao gồm is, am, are và was, were. Ví dụ thầy nói là gì? Bạn có phải là học sinh không? Thầy hỏi sao? Đúng rồi. Are you? Được chưa? Đó, you nè. Bạn có phải là một học sinh hay không? Phải a student hay thầy? Một câu rất đơn giản ha. Được chưa? Đó, ok. Đó, thì nói bạn là học sinh, you are a student. Nhưng mà câu hỏi bạn có phải là học sinh không? Vui lòng quăng be lên trước chủ ngữ thầy. Đứng đầu câu. Được chưa? Đây là đối với trường hợp chữ are ha. Được chưa? Nhưng mà cô ấy có phải học sinh hay không? Is she? Đơn giản thôi. Is she a student? Được chưa? Đối với cái trường hợp mà quá khứ đơn, ngày hôm qua bạn có ở nhà hay không? Bây giờ thầy nói là gì? Tôi ở nhà ngày hôm qua, thầy nói là sao? Trời, nó ngủ rồi kìa trời. Ngủ nè, cô ngủ rồi. Ủa sao vậy? Alo em. Tôi ở nhà. Mệt lắm hả? Ôi trời, nó ơi, chứ sao vậy? Ai cũng tập trung với mình, em còn ngủ à. Nãy giờ thầy nói có nghe gì không nhở? Ừ, hiện tại là mình đã bị mất kiến thức rồi mà bây giờ mình còn vô hồng còn dạy nữa làm sao mà nhớ bài được đây hả? Em là Yến Như mà đúng không? Yến Như là bạn của Phương mà đúng không? Em là gì? Ở Phương lên nói chứ sao buồn ngủ vậy? Anh Yến Như, bạn nào? Vậy hả? Ôi cha mà, ôi, tập trung với em chứ sao vậy hả? Rồi, vậy bộ thầy nói tôi ở nhà ngày hôm qua, thầy nói sao? Ai? Ở nhà thầy nói sao? Tại nhà nó sao? At home. Cái câu này, trong câu này nó có động từ không? Không thì buộc phải có be. Thì quá khứ rồi, be của nó là gì? I was at home. Được chưa? Biết nó có động từ buộc phải có be mà quá khứ phải dùng was hoặc là were, dùng người số ít cho nên phải dùng was. Vậy đặt câu hỏi bạn có ở nhà ngày qua không thì hỏi sao? Bạn là gì? You được không các bạn? You nhưng mà câu hỏi thì quan you were đứng đầu. Câu you phải you were rồi, phải you was là chết rồi. Were you at home? Được chứ các bạn? Đó, tương tự ví dụ là was she at home yesterday? Các bạn đã tưởng tượng được chưa? Đang đối với trường hợp câu hỏi trả lời có hoặc không mà nó có be. Đã hiểu được chưa? Đã hiểu được các bạn ha. Rồi, đang đối với trường hợp mà có be các bạn ha.
thì nó sẽ có dạng cấu trúc là be cộng với chủ ngữ. Rồi kêu bạn. Rồi, trường hợp tiếp theo, be không bao giờ be không bao giờ đuôi gì đầu câu nhưng mà nó phải là is ever hoặc là was were, nhớ với thầy nha. Rồi, đó là trường hợp là trong câu mà nó có be. Nhưng mà trong câu mà nó có động từ ở trong câu hỏi mà câu hỏi trả lời có không, nó phải mượn cái gì? Lúc này mới mượn trợ động từ. Có bao nhiêu loại trợ động từ? Ở hiện tại đơn là mình sẽ mượn, mình có mấy loại trợ động từ? Hiện tại đơn nha, hiện tại đơn thôi. Hai đó chính là gì? Do hoặc là does. Khi nào do, khi nào does, quá rõ rồi. Được chưa? Ở hiện tại tiếp diễn thì có trợ động từ không? Hiện tại tiếp diễn có trợ động từ không? Không nha, bởi vì hiện tại tiếp diễn này đã có gì rồi? Nó đã có be rồi, nó là is and are rồi. Quá khứ tiếp diễn cũng tương tự. Nhưng mà quá khứ đơn thì có trợ động từ không? Có không? Có luôn chứ, là chữ gì? Did. Được chưa? Vậy nó có mấy trợ động từ thôi. Đà cả đúng không ạ? Đó chính là do, do và did. Đối với trường hợp này thì do, do, did nó phải đứng đầu câu luôn để tạo thành câu hỏi trả lời có không? Đứng đầu câu các bạn ha. Đó. Rồi sau đó là chủ ngữ, rồi sau đó là động từ. Nhưng mà vốt thì vốt phải như nào? Vốt như mẫu. Từ các bạn. Đó, ok ha. Rồi. Nhưng mà đối với cái trường hợp mà hiện tại hoàn thành có trợ động từ không? Có trợ động từ không? Không. Không có trợ động từ. Được chứ các bạn, hiện tại hoàn thành không có trợ động từ. Mấy cái này mới chỉ có ba loại trợ động từ là do, do và did thôi. Được chưa? Còn hiện tại hoàn thành thì có cấu trúc gì? Chủ ngữ cộng have và hoặc là has rồi động từ cục ba. Được chưa? Đó. Ok, đối với cái trường hợp này nó không có trợ động từ bởi vì nó đã có sẵn gì rồi. Đã có sẵn cái này rồi. Được chứ các bạn? Đó, các bạn nên nhớ nha, trợ động từ nó xuất hiện ở trong câu hỏi và trong câu phủ định. Được chưa? Ví dụ I don't like you, don't là một cái trợ động từ. Nhưng mà câu khẳng định thì có trợ động từ không? Không, biến mất cho thầy luôn. Ví dụ thầy hỏi, do you like me? Yes, I like you a lot. Được chứ các bạn? Đó là không còn trợ động từ nữa. Trợ động từ đó nó gọi là nó mình mượn thôi. Lúc mà mình nói lại mình bỏ nó đi. Được chứ các bạn? Còn đối với trường hiện tại hoàn thành hoặc là quá khứ hoàn thành thì thành hết cho thầy thôi. Được chưa? Đó, thì mình không mượn trợ động từ nữa. Nhiệm vụ mình chỉ còn quăng gì thôi. Quăng have hoặc là has hoặc là has ở đâu? Lên đầu câu luôn như thầy. Được chứ các bạn? Đó, thì trường hợp thứ hai đó chính là have hoặc là has hoặc là has đứng đầu câu. Rồi sau đó là chủ ngữ, sau đó động từ gì? Động từ vẫn, động từ nguyên mẫu hả? Vẫn là động từ cục ba luôn như thế. Đúng không các bạn? Hiện tại ông Thanh á, hiện tại ông Thanh là không đặt câu hỏi thì nó vẫn là động từ cục ba. Được chưa? Ôn lại kiến thức cơ bản cho các bạn luôn nha. Đó. Ví dụ bạn ăn cơm chưa? Dùng thì gì? Bạn ăn cơm chưa? Dùng thì gì? Hiện tại ông Thanh có chữ gì? Chưa. Được chưa? Thì đặt sau bạn là gì? You. Được chưa? Thì chắc cái hiện tại hoàn thành thì you chủ ngữ là you rồi cho nên dùng gì phía trước? Ha? Được chưa? Đó. Rồi ăn? Không. Thầy không dùng gì eaten, thầy dùng chữ had. Được chưa? Bây giờ thầy had, thầy nói là I should. Ví dụ thầy nói là I am having lunch chứ không thầy nói I am eating lunch các bạn. Bởi vì các bạn là do các bạn dịch từ tiếng Việt sang Anh á, cho nên tiếng Anh không có chữ eat lunch. Nghe nó kỳ lắm. Được chưa? Cho nên sẽ dùng chữ have lunch mà have lunch cục ba của nó là had lunch. Được chưa? Và thêm một chữ đó chính là chữ yet. Đây chưa? Đây một ví dụ đơn giản các bạn ha. Bạn đã ăn cơm chưa? Đây là câu hỏi trả lời có hoặc là không. Được chưa bạn? Đó, tưởng tượng ha. Nó ít ra cái chữ hát này lắm. Nó chỉ ra một là have hay là has này thôi. Được chưa? Rồi, và trường hợp cuối cùng, câu hỏi trả lời có không là trường hợp nào nữa các bạn đã biết? Trường hợp nào nữa? Trường hợp nào nữa? Đúng rồi, là những cái model gì? Model verb gọi là động từ gì? Động từ khiếm khuyết, đúng không bạn? Ví dụ thầy nói tôi có thể bơi, thầy sẽ nói đơn giản là I can swim, đúng không bạn? Sau những động từ khiếm khuyết, động từ phải lúc nào cũng nguyên mẫu. Vậy mình hỏi bạn có biết bơi không? Thì mình cũng nhiệm vụ mình quăng gì thôi? Quăng chữ can lên đầu câu, được chưa? Can you swim? Được chưa bạn? Đó, vậy trường hợp cuối cùng là trường hợp model verb, được chưa? Đó, nó bao gồm gì? Can, may, can, may, rồi gì nữa? Should. Rồi giờ nó mới nước, will. Nó chỉ ra mấy cái này thôi mới nước. Đó, đợi thầy bơ một chút đó. Ơi, khổ ghê. Cho thầy một phút.
Ủa đừng có hết mực nữa nha. Cái gì vậy ba? Ok, được rồi. Rồi. Thầy giống thằng Hề vậy mấy đứa. Mà Hề chứ. Hình như lớp mình chỉ có một bạn học trò Công Đạo thôi mà đúng không? Là bạn Kim Loan. Còn lại là Phan Bùi Châu hết mà đúng không? Giờ trò Công Đạo là kiểm tra hết rồi mấy đứa. Trời đất ơi, kinh khủng. Rồi. Nhưng mà mấy cái môn mà hóa sĩ là hóa sĩ hóa lý sinh có ghê, hóa lý sinh là mấy đứa kiểm tra tập trung hay là kiểm tra như thế nào? Tổ hợp luôn hả? Là kiểm tra tập trung hay là kiểm tra mỗi lớp là từng bài riêng? Là ý là tập trung hay là lớp bài, mỗi lớp là mỗi bài riêng? Tập trung hả? Ừ, nói nhẹ đi. Nó nói gì phòng riêng hả? Sao thầy không hiểu luôn á? Đương nhiên là rồi, ok, quay lại ha. Rồi, kịp các bạn ha, nó sẽ có 4 loại câu hỏi trả lời có không, thầy chia các bạn rất là kỹ luôn, không ai kiểu vậy như thầy đâu nha. Ôn lại các bạn những cái này được chưa? Vậy từ những cái này, nếu mà trong câu hỏi trả lời có không mà nó có ở trong nhóm học kép này, từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp mà ở phút này là quá khứ đơn thì buộc mình cũng phải gì đây, mình cũng phải lùi thì được chưa? Nhưng mình sẽ lùi như thế nào, lùi như thế nào là cái quan trọng được chưa? Đó, đầu tiên cái mình lùi, phải lùi gì đây? Lùi thì là một kiểu đúng không bạn? Bước đầu tiên là mình sẽ lùi thì nè, được chưa? Sau đó bước thứ hai là các bạn vui lòng, bởi vì nó là câu hỏi, đây là trong câu trực tiếp là câu hỏi, nhưng mà biến thành câu gián tiếp thì nó còn câu hỏi đúng không? Nó đã thành một câu khẳng định bình thường rồi, mà câu khẳng định thì ví dụ như Bi nó có đứng trước chỗ bữa đúng không? Cho nên mình phải như nào? Mình đảo vị trí giữa những đảo vị trí giữa chủ ngữ, được chưa? Đó, đảo vị trí, được chưa? Đảo vị trí, đảo mình lùi thì rồi sau đó mình đảo vị trí, được chưa? Vị trí giữa chủ ngữ, được chưa? Chủ ngữ và động từ, được chưa? Đó, đảo vị trí. Nhưng mà mình đảo mấy cái các bạn, trong bốn cái trường hợp nào mình đảo, chỉ đảo mấy cái thôi. Mình đảo cái trường hợp nào, cái này mình đảo không? Đảo được không? Đảo mình có bỏ gì không? Không, được chưa? Còn cái này, đối với trường hợp những cái trò động từ này, lúc mình đảo lại thì mình có giữ nguyên không? Mình sẽ như nào? Bỏ nó luôn, được chưa bạn? Vui lòng bỏ nó luôn, nhưng mà bỏ cũng phải lùi nha. Hai cái này các bạn để ý thầy nè, hai cái này ở trong câu này là câu trực tiếp đúng không, là ở hiện tại đơn thì phải lùi thành quá khứ được, là các bạn biến đổi cái động từ phía sau á, được chưa? Ví dụ thầy nói gì vậy? Do you like thì trong câu này do you like me thì trong câu này là gì? Mượn từ động từ, nhưng mà động từ chính là gì? Là chữ like, là cái này hiện tại đơn, cho chữ like phải như nào? Phải biến thành quá khứ đơn là like thêm đi. Các bạn hiểu thầy nói gì không? Đó, còn đối với cái trường hợp mà chữ đích nè, ví dụ Did you eat thôi nhanh gọn đi. Đó, thì động từ chính là chữ ít, nhưng mà là quá khứ đơn, buộc là mình bỏ chữ ít gì? Và chữ ít phải dùng biến đổi thành gì? Đó là quá khứ đơn phải thành quá khứ hoàn thành, được chưa? Cho nên chữ ít nó sẽ thành have eaten. Các bạn hiểu thầy đang nói gì không? Tưởng tượng thầy đang nói gì không các bạn? Có ai chưa hiểu không? Hiểu thì bạn phun lên. Ok nha. Rồi, đó chính là đùi thì, sau đó đảo vị trí chủ ngữ rồi danh từ, rồi sau đó là làm theo mấy cái bước còn lại. Hiểu không các bạn? Nhưng chỉ có cái trường hợp đặc biệt đó chính là gì? Là do the it là vui lòng bỏ đi, nhưng phải cũng phải lùi thầy. Tưởng tượng được chưa? Đó, nhưng mà chắc chắn thầy sẽ cho các bạn một cái ví dụ được các bạn ha. Đó, nhưng mà chữ can thầy biết là could nè, may là may nè, should thì bảo là should, will thành would nè, nhưng mà vui lòng đảo vị trí chủ ngữ và những cái động từ này thầy, rồi sau đó là biến đổi mấy kia. Tưởng tượng được chưa các bạn? Đó, nhưng mà mình còn thiếu một cái nữa, còn thiếu một cái nữa. Đó chính là cái gì? Thì bây giờ thầy sẽ nói. Thì cho các bạn ví dụ cho các bạn dễ tưởng tượng nha. Rồi, trong câu này bước đầu tiên vui lòng coi giúp thầy đó chính là cái này, quá khứ đơn thì chắc chắn mình phải lùi thì, bước đầu tiên rất đơn giản ha, chắc chắn lùi thì. Bước thứ hai xác định ai đang nói chuyện với ai. Lan nói với Pete,
Được chưa? Đó thì mình có bước thứ hai đó chính là Lan nói với P. Được chưa? Thì Lan said, said to you. À, said to P hoặc là told P. Được chưa? Hoặc là told P. Được chưa? Rồi, sau đó nhìn vô chắc chắn đây là một câu gì? Một câu hỏi. Mình sẽ chia đúng với trường hợp dạng câu hỏi. Nhưng mà đây là câu hỏi dạng gì? WA hay là câu hỏi trả lời yes no? Quá rõ ràng, có pin ở đây. Câu hỏi trả lời yes no. Đó thì gì đây? Hiện tại tiếp diễn nhưng mà nó có nguyên tu đúng không bạn? Có nguyên tu này thì chắc, nhưng mà khỏi quan tâm. Tại chưa, bởi vì nó có o ngay đây, mình biết đổi thành gì? Cái này, giả một cái này hiện tại đi, thì biết đổi thành quá khứ thôi. Thì cái này biết đổi thành một là was, hai là were. Được chứ, đúng không bạn? You đang you là ai đây? You là ai? Là thằng nào? Là Pete. Đúng không? P là trai gái. Trai. Do cũng đang nói về ai luôn? Pete. Cho nên chữ you thành chữ he. Đúng không? Cùng với do thành chữ his. Được chứ bạn? Đó, tưởng tượng được ha. Rồi, ok. Thì đây là cái gì đây? Lan said to Pete. Thì này mình phải như nào các bạn? Đảo lại, được chứ? You là gì đấy? Là he. Được chứ? Nhưng mà chữ o còn chữ o đúng không? Thành chữ was, quá khứ đúng không? Giỏi, was. Được chứ? Rồi viết lại go into gì đấy? His hometown. Được chứ bạn? Thấy tắt không nhỉ? Được chứ bạn? Đó, như thế này. Nhưng mà như thế này. Ê, chưa. Còn thiếu một cái rất là quan trọng nữa. Đối với cái trường hợp mà biến đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, được chưa? Mà đối với cái trường hợp mà câu hỏi trả lời có hoặc không, vui lòng thêm cái gì thầy? If hoặc là whether. Nghe đây thầy, cái này là cái quan trọng. Được chưa? Đó. Vẫn đang ghi chú với thầy, đó chính là đối với cái trường hợp câu hỏi trả lời có hoặc là không. Nhanh gọn, câu hỏi trả lời có hoặc không. Câu hỏi yes no. Được chưa? Câu hỏi yes no biến từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì khỏi không biết đi. Đối với trường hợp câu hỏi yes no mà biến đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp phải có if hoặc là whether. Và hai cái từ này thầy dịch là gì các bạn? If hoặc whether thầy dịch là gì? Liệu. Được chưa? Không có nếu nữa. Liệu. Liệu, cái này phải bị liệu luôn nha. Liệu. Đó, cái này cái quan trọng nè. Thiếu cái này là chết. Và tuyệt đối. Và không có đáp. Và không có đáp. Có đáp là sai các bạn. Có đáp là sai. Có đáp là sai. Đó, dễ tưởng tượng các bạn. Dễ mới đúng không? Cái này thầy chưa thêm mấy cái từ, cái trạng từ chỉ nơi chỗ, trạng từ chỉ thời gian nha, chưa có tomorrow. Nếu mà đối với thầy cho ra thầy sẽ ra chữ tomorrow. Được chưa? Đó, nếu mà tomorrow viết lại thành từ gì thì thành như mấy đứa? The next day đúng không? Hoặc the following day, bữa sau học. Từ từ cũng được, không sao. Được chưa? Đó thì câu này xác định, phải luôn xác định này, đây là câu trả lời có không? Bắt buộc nhớ phải có if hoặc là whether, chưa cái nào cũng được. Được chưa? Tuyệt đối là không có đáp. Các bạn coi thầy dịch nè. Các bạn coi thầy dịch nè. Lan nói với Peter. Liệu à, cái này phải đúng là hỏi đó các bạn. Cái này phải đúng là hỏi chứ sao mà nói. Thầy có hỏi là gì mới nữa? Ask gì đây? Pete. Ask không có ask to các bạn. Ask thôi. Không có ask cộng văn ngữ luôn. Không có ask to P nữa. Lan hỏi Pete. Liệu anh ấy sẽ gọi là về cái quay lại cái quê quán của anh ấy à? Được chưa? Đó, phải thêm chữ liệu thầy. Được chưa? Hoặc là gì? Nếu mà tiếng Việt thầy nói Lan hỏi rằng, Lan hỏi Peter rằng. Chữ rằng đó chính là chữ gì mới đó? Đáp. Nhưng mà nói tiếng Việt vậy như vậy thì nó được không bạn? Peter, Lan hỏi Peter rằng liệu anh ấy có chữ rằng trong tiếng Việt là thầy đã hỏi trong tiếng Việt thôi. Cái chữ rằng đó thì nó có nghĩa ok không? Ổn bác, nhưng mà tiếng Anh thì như thế nào? À, tuyệt đối là không thêm tiếng đáp nha. Đề thi thì chắc chắn sẽ cho các bạn 7. Thêm cái đáp này là chết. Được chưa? Nhớ thầy nào sẽ làm đề thi mà câu hỏi trả lời có không? Câu gián tiếp câu hỏi trả lời có không bằng cái đáp. Sai. Được chưa? Đó. Sử dụng một là if hoặc là whether và nhớ nghĩa là dữ liệu. Được chưa các bạn? Một câu ví dụ như thế này. Tương tự được chưa? Rồi. Rồi thêm một câu ví dụ nữa.
nhìn vô. Câu này thì chắc chắn là con biết đổi thì không? Có, phải lùi thì thầy coi như xét, chắc chắn phải lùi thì thầy ha các bạn. Chắc chắn lùi thì rồi. Rồi, sau đó là xác định ai đang nói chuyện với ai. Ai đó nói chuyện với ai? Anh ấy nói chuyện với Emily. Được chưa? Rồi, không tính tầy, you là đang nói về ai? You đang nói về Emily. Được chưa? Đúng không bạn? My đang nói về ai? My mom là của ai đây? Là mẹ của anh ấy, cái túi của mẹ của anh ấy. Đó, phải từng bước như vậy các bạn, đúng không? Rồi, câu này đang nói thầy gì? Quá khứ gì? Quá khứ đơn nào sao nó biết? Nhưng mà câu hỏi, đây là rõ ràng câu hỏi, nhưng câu hỏi gì đây? Đáp được ai câu hỏi trả lời yes no. Yes no thì chắc chắn phải có gì? Phải có cái quan trọng nhất là cái gì? If hoặc là whether. If hoặc là whether, thầy đó phân tích từ từ được chưa các bạn? Rồi thì câu này rõ ràng là he hỏi, đúng không bạn? He asked Emmy. Anh ấy hỏi Emmy liệu rằng, không, tuyệt đối là không chỉ đáp nha các bạn, không có chỉ đáp nha. If hoặc là whether. Rồi, trong câu này quá khứ đơn sẽ thành quá khứ hoàn thành. You đang nói về Emmy, nhưng mà Emmy là tên gái hay trai? Gái thì sao không có Emmy nữa, phải là gì? She. Được chưa? She. Rồi, chắc chắn chị đích như thế nào đây? Mình có đảo không? Không, mình bỏ nó đi. Được chưa? Và chị siêu đang ở quá khứ đơn, các bạn đang quá khứ đơn thì thành quá khứ thành, trong cấu trúc quá khứ thành hả? Rồi, cột 3 của chị siêu là gì? Stolen. Tưởng tượng được ha. Stolen. Rồi, my mom's bag thành gì? His mom's bag. Này, anh ấy nói Emmy, mày lấy, mày ăn trộm cái túi của mẹ tao đúng không? Thì của mẹ tao thì chắc chắn của mẹ của anh ấy rồi. Được chưa bạn? The has stolen his mom's bag. Được chưa các bạn? Đó, làm xong thì coi lời. Để chơi câu này đúng, nó phải có chữ yesterday hay là last night nữa. Sau đó mình biến đổi yesterday thành last night là như nào? Bữa hôm sau học. Được chưa? Làm xong coi lại. He asked Emmy. Các bạn coi từ câu hỏi nó xuống câu trả lời của bạn, coi mình có bị thiếu gì không nha. Ask Emmy liệu cô ấy đã ăn trộm cái túi của anh ấy hay không. Rồi, ok, ổn lắm. Được chưa? Một ví dụ đơn giản các bạn. Ok ha. Ok, đã thông suốt chưa? Ổn ha. Nhưng mà để mà là có thể là thầy giảng các bạn hiểu đó, nhưng mà lúc vô bài tập là thôi tùm lum tùm la luôn. Rồi, trường hợp tiếp theo xong chưa bạn? Xong chưa? Ca thắc mắc của nào thì thôi thầy. Sao vậy? Sau này ngày hôm qua cũng có một bạn đang học mà đó, là mấy bạn khác không tập trung luôn. Sau này kệ, nếu mà có muốn thì ra ngoài kia nói chuyện, chưa gấp quá thì ra ngoài nói chuyện nha em. Rồi, ok, đó là trường hợp mà câu hỏi trả lời có hoặc là không thì các bạn ha. Đó, thầy phân tích các bạn khi nào xuất hiện câu hỏi trả lời có không. Và nhớ câu hỏi trả lời có không buộc phải có gì, nhắc lại một lần nữa, có if hoặc là whether, có chữ that không? Không. Được chưa? Rồi, đã có yes no thành con tiếp theo đó, trường hợp câu hỏi trả lời WA question. WA question thì nó rất là dễ nhận biết đúng không ạ? WA question rất là dễ nhận biết. Có mấy loại WA question liệt kê với thầy nè. Vô. What? Tiếp tục. How? Đúng rồi. Why? Where? When? Coi như nữa. Who? Coi như nữa. Whose? Whose mang nghĩa là gì? Của ai? Được chưa? Who là ai? Whose là của ai? Của ai? Được chưa các bạn? Ví dụ thầy hỏi cái cặp này là của ai thì nói sao? Whose bag? Được chưa? Đó, cái này là cái cặp. Các bạn coi nè, cái cặp này là của ai? Trong câu này nó có động từ không? Cái cặp này là của ai? Có động từ không quý vị? Không có động từ. Mà không có động từ buộc phải có gì? Phải có be. Mà be cặp có mấy cái cặp? Một cặp, cho nên be của nó là gì? Is. Đấy, nhưng mà câu hỏi thì buộc chủ ngữ phải như thế nào so với be?
thay nói thẳng là bi nên như thế nào so với chủ ngữ, chủ ngữ rồi sau đó bi, hay là bi nó phải đứng trước chủ ngữ trong câu hỏi, mà bi trong câu hỏi bi nó phải luôn đứng trước chủ ngữ, được chưa? Nhưng mà chủ ngữ là it is, được chưa? Đối với cái cặp này của ai, được chưa? Có mấy cặp, một cái, cho nên thầy mượn thầy sử dụng đó chính là cái chủ ngữ, đó chính là chữ it luôn, được chưa? Whose bag is it, cái cặp này là của ai, được chưa bạn? Đó rồi, nhưng mà giả bộ những gọi là những cái bút này là của ai, số nhiều chưa, nhiều chưa, nhiều rồi, được chưa? Bút gì đấy, bút là gì, pen, những cái bút mà chị pen phải như nào, được chưa? Còn is it đó không, phải là gì mới được, o gì o ít hả, chết rồi, o đây, đúng rồi, chính xác, o đây, được chưa? Thầy nói với bạn là chữ đây đâu phải lúc đầu mang nghĩa là họ đâu, nó có mang nơi chúng, được chưa bạn? Được chưa? Những cái bút này chúng là của ai? Được chưa bạn? Đó. Nhưng mà xác suất ra cái này thì nó ít. Khó thì nó sẽ ra như vậy. Kìa khó các bạn. Cái này rất là ít dạy nè, trên trường là hình như là trên trường rất là ít dạy chữ whose này. Của ai các bạn ha? Rồi, thì đây là một số cái của WH question. What, how, why, where, when, who, who's, còn gì nữa ta? Còn gì nữa? Which đúng rồi, chính xác rồi. Which? Which mang nghĩa là gì? Nào. Đúng không ạ? Đó, cái nào, nào cho thầy được rồi, nào. What là cái gì, còn which là cái nào, được chưa? Làm sao đó bạn không bị được chữ what và chữ which? Nói thử thầy coi. Có hai thôi hả? Nhiều là như thế nào đúng không? Trước thầy vừa hướng dẫn Tường đúng không? Vậy Tường giải thích lại với thầy nè. Có hai cũng hai nữa hả? Ba được không? Bốn được không? Được chứ đúng không? Các bạn nên nhớ là gì? What là kiểu như là mình không biết số lượng nó bao nhiêu. Ví dụ bạn thích màu gì? Có nhiều màu không? Rất là nhiều màu. Mình nói một cách chung chung hay mình nói cụ thể? Chung chung. Nhưng mà thầy vô một cái tiệm sơn, thầy mua sơn đi. Được chưa? À, hiện tại em đang có ba màu đang rất là hot, màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Nó đã giới hạn chưa? Cho nên thầy nói, anh thích màu gì hay là anh thích màu nào? Anh thích màu nào thì lúc này thầy sẽ dùng chữ which, hiểu không bạn? Hoặc là gì? Việt Nam và Thái Lan, Úc và Pháp. Bạn thích nước gì hay là bạn thích nước nào? Thầy nói tiếng Việt thôi nha. Úc, Đức và Pháp, bạn thích nước nào hay là bạn thích nước gì? Bạn thích nước nào? Nên thầy dùng what hay là which? Which có hai lựa chọn đúng không bạn? Đức và Pháp đang hiểu được chưa? Tưởng tượng được chưa? Cho nên là which là nó sẽ có cái sự lựa chọn, giới hạn về lựa chọn, được chưa? Còn what là nó tổng quát, nói một cách chung chung. Ví dụ này, bạn thích con gì? What hay which? What, được chưa bạn? Đó, ok ha, rồi. Rồi, vậy bây giờ đối với cái trường hợp khác với cái trường hợp mà câu hỏi trả lời yes, no, thì câu hỏi mà WH question mình còn dữ liệu nữa không? Mình còn chữ if và whether nữa không? Học, nhớ thầy ha, chữ if và whether sử dụng đối với cái trường hợp đó, câu hỏi trả lời có hoặc không thôi. Còn đối với trường hợp WH question đó là có mấy cái này thôi, cho nên là không sai nữa, được chứ bạn? Đó, nhưng mà nó cũng sẽ chia ra cho thầy mấy trường hợp như vậy, cũng là bốn trường hợp như vậy luôn, được chưa? Đó chính là ví dụ như nha, đó chính là hồi nãy thầy có chữ be đúng không? Thì này có thể ví dụ như là hồi nãy thầy nói là what is it, nó cũng có cái trường hợp gì đấy, be luôn, được chưa các bạn? Đó, nó là trường hợp be luôn, thầy giải bộ cho thầy cho các bạn một cái ví dụ luôn. Đó, she asked, thì câu này chắc chắn là mình phải lùi thì rồi đúng không? Được chưa? Đây là một câu hỏi đáp WH thì có if nó không? Không, được chưa? Nhưng đang thì gì đây? Đang thì gì? Hiện tại đơn sẽ lùi thành thì gì? What could have. Từ từ viết mấy đứa sao mà thích viết vậy, từ từ viết. Hiện tại đơn sẽ thành what could have, được chưa? Nhưng mà đối với cái trường hợp này mình phải như nào luôn? Mình phải đảo cho thầy. Nó đâu có chỗ động từ đâu, cho nên phải đảo. Cho nên thầy sẽ nói gì đây? She asked đúng không? What? Đảo lại thầy, it, được chưa? Nhưng mà y sẽ biến thành gì? It was. Không thể it y được, mình phải lui thì nữa thầy, được chưa? What it was. Đừng có dây chấm hỏi các bạn, không dây chấm hỏi. Và cái này có biết hoa không? Không biết hoa nha, bởi vì nằm trong câu rồi mà. Bởi vì cái này là she asked mà. Có liệu đúng không? Không. Được chưa bạn? She asked what it was. Tưởng tượng được chưa? Cô ấy hỏi nó là cái gì? Được chưa bạn? Đó, các bạn đã tưởng tượng được chưa? Đây đúng với cái trường hợp mà nó có bi các bạn ha. Rồi,
hoặc là đối với cái thuận theo đó chính là what did you say Kate? He said. Anh ấy nói, bạn nói cái gì vậy Kate? Thì rõ ràng phải lùi thì. Ai nói chuyện với ai? He nói chuyện với Kate. Quá rõ ràng chứ bạn. Thì là he hỏi Kate. He asked Kate. Thì rõ ràng trong câu này nó là câu hỏi như thế nào đây? WH thì không có if và không có where nữa. Được chưa? Rồi đang thì nào đây? Quá khứ đơn, phải lùi thành quá khứ hoàn thành. Được chưa? Đó, nhưng mà đối với trường hợp này nó có trường hợp đặc biệt là gì? Có chữ đích rồi. Trừ động từ, cho nên mình có thay đổi vị trí gì không? Nhiệm vụ của bạn chỉ còn gì thôi? Vút nó đi, bỏ nó đi. Được chưa? Bỏ tiếp cho các bạn ha. Thì này là what? You là ai đây? K, K là gái trai. Gái, she. Được chưa? Đây là quá khứ đơn, cho nên lùi thành quá khứ hoàn thành thì là gì? Had. Được chưa? Rồi cùng ba cũng say là gì? Said. Được chưa các bạn? Đó, thì nắm gì dấu chấm nha, người dấu hỏi cái chấm hỏi rất chết nha các bạn. Đã tưởng tượng chưa? Đó, ok ha. Vậy đối với cái trường hợp này nó cũng sẽ tương tự như là trường hợp mà câu hỏi trả lời yes no. Được chưa? Nhưng mà mình sẽ không có cái if vào những cái where thôi. Được chưa? Đó, tương tự thôi, hiểu được chưa các bạn? Rồi. Ok. Rồi cho thầy thử một câu ví dụ đi nha. Một câu này rồi, hai câu ví dụ đi. Vậy tính ra là hôm nay lớp mình học nhanh hơn lớp số 4. Hả? Gì? Tính ra học nhanh hơn lớp số 4 á mấy đứa. Giờ các bạn thắc mắc gì không? Các bạn thắc mắc gì không? Các bạn thắc mắc gì không? Thắc mắc thì hỏi liền nha. Rồi bây giờ thầy sẽ cho các bạn một phút coi lại. Thầy sẽ có hai ví dụ cho các bạn. Đó, dạy từ từ các bạn thôi ha. Chu gia dạy trên trường thôi, nó như là tên lửa luôn không mấy đứa. Rồi thử nha, các bạn coi lại thầy cho các bạn ví dụ. Thôi coi lại. Rồi mỗi bạn làm thầy đi ha. Thầy nhắc lại lúc mà thầy đang giảng á, mình có ví dụ này thì mấy đứa từ mấy đứa chép ha. Lúc mà thầy nói đang nói thì mấy đứa đừng chép. Rồi câu này Nguyên là thầy, Nguyên là thầy nha. Cái câu đầu tiên này. Rồi thầy sẽ đặt câu hỏi cho em là người nha. Câu này mình sẽ có lùi thì hay không? Bởi vì sao biết nó lùi thì? Không. Thầy hỏi tại sao nhìn có xét thì phải lùi thì nè. Được chưa? Đúng rồi, từ này ha. Rồi cái câu này ai đang nói chuyện với ai? Em có biết professor là gì không? Nó lắc đầu dùm luôn kìa, cái này nó rảnh dễ sợ. Đoán đi. Professor là gì các bạn, là gì với bạn Nguyên nè? Là ai đây? Ủa đây nghe bạn nào mới nói đúng rồi á? Giáo sư đúng rồi. Giáo sư đúng rồi, professor, giáo sư ha. Đó thì cô ấy đang nói chuyện với giáo sư. Rồi trong câu này nó có đang ở thì nè. Nó đang ở hiện tại luôn. Được chưa? Nhưng mà nó có khen hoặc mày, nhưng mà các bạn coi nè. Câu này mình dùng chữ khen là chữ mày. Cái câu này em có thể đi nhà vệ sinh hay không? Dùng chữ khen là chữ mày. Tại sao được dùng khen? Đúng không?
thì câu này thầy sẽ dùng mày. Chính xác. Bởi vì sao? Cái này đang mình đang xin phép mà. Mà xin phép thì thầy phải dùng chữ mày. Được chưa bạn? Đó. May I go out? May I use the bathroom? Được chưa bạn? Đó, ok ha. Đâu câu này mình sẽ dùng chữ mày. Ok ha. Thì câu này chắc chắn, nhưng mà câu này đang có hỏi trả lời WA question hay câu hỏi trả lời yes no? Đúng rồi, chắc chắn. Có chữ mày mới là câu hỏi trả lời yes no. Mà câu hỏi trả lời yes no phải có gì? If hoặc whether. Chọn kêu các bạn if whether, các bạn chơi hai cái là không được. Là chơi một trong hai cái cho nó phải dùng chữ hoặc. Ok ha. Rồi ai là ta đây? Đúng rồi, she. Ổn chưa? Tưởng tượng đúng không? Vậy câu này nguyên thử viết làm thành nha. Vô. She asked. She asked. Professor. Professor. If she. Từ từ, professor. If she. Might. Đúng rồi. Use the bathroom. Rồi câu này các bạn nhận xét thầy. Bạn nào mà cảm thấy nó sai thì vui lòng đưa thầy cái lỗi sai. Có một cái lỗi sai. Có một cái lỗi sai. Lỗi sai là lỗi nào? Nhìn vô thầy. Một lỗi đơn giản thôi. Nó không liên quan về ngữ pháp nhiều. Một lỗi đơn giản thôi. Hả gì vậy? Trời ơi, khổ ghê. Ok, tắt chấm ghê. Một cái. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, các bạn mà thi IELTS, bạn mua dấu chấm á. Chết nha, trừ điểm đó nha. Đúng rồi đó. Thiếu cái nào? Thiếu mạo từ. Ừ, đó, thầy nói thiếu mạo từ. Mạo từ nào? Đúng rồi, rồi chỗ nào em? Đúng rồi, chính xác. Phải được professor thầy chứ, đúng không? Đó, ok. Rồi, thầy hỏi là tại sao đối với cái trường hợp này mình không có được? Bởi vì coi cái này là kiểu như mình thưa thôi. Thưa giáo sư, em có thể đi nhà vệ sinh hay không? Còn đối với trường hợp này, cô ấy hỏi người giáo sư. Hoặc là ít nhất là phải sở hữu giáo sư của ai? Giáo sư của cô ấy, các bạn hiểu được không? Đó, phải là một là G, hai là H. Một trong hai trường hợp thôi. Bởi vì các bạn, một khi bởi vì nó đã có tính từ sở hữu rồi là không có đời nữa. Một là G, hai là H. Được chưa? Đó, ok ha. Nhưng mà thầy cũng ghi nhận chứ, cũng ghi nhận nha. Thì vô chăm. Thấy thương dễ sợ. Rồi, ok ha. Đó, thầy hiểu được thì câu trắc nghiệm nó sẽ ra một câu như thế này. Được chưa bạn? Thầy nói nha, câu hỏi có hai trường hợp, câu hỏi trả lời yes no và câu hỏi WH question. Rồi, vậy phút viết xong là làm với thầy câu dưới nha em. Làm với thầy câu dưới nha. Rồi, viết xong chưa? Rồi, viết đi. Rồi, ok, các bạn biết sao chưa? Rồi, phút tương tác này xíu nha, không sao, từ từ, sao cũng được, không sao. Rồi, câu này mình có lưu thi không em? Có. Ờ, mình có xét này nghe đúng không? Rồi, nhưng mà em xác định thầy, câu này ai đang nói chuyện với ai nè? Chị là Lee. Đúng rồi, Lee Vonalist, list là gái hay trai? Yeah. List là gái phải đó, được chưa? Đúng rồi, tại vì nó biết tiếng Anh là gái hay trai đúng không? Thì list là tên gái đó, được chưa? Rồi, câu này, đây là câu hỏi trả lời có không hay là câu hỏi WH? À, đó nè, chủ qua rồi. Được chưa? Rồi câu này nó đang ở thì gì? Trong câu dấu một kép nó ở thì gì? Mà làm sao biết có chữ gì? Có chữ list. Đúng không? Rồi you này là ai đây? Dạ là list. List. Được chưa? My dad là ai đây? Là bố của Thi. Thì chỉ my thành gì? List. Đúng rồi, chính xác. Nó tưởng được chưa? Rồi vậy câu này. Đó, em sẽ thử lại với thầy ha. Rồi vô với thầy nè. He said. Ừ, he said. Said ai đây? Không, nhưng mà câu này phải hỏi với thầy trước đúng không? Hỏi với thầy. Đó, he asked. Anh ấy hỏi ai đây? Đúng rồi, list là gái ha. Gì nữa? Why? Không. Câu hỏi này nó phải có gì? Không biết gì hả? Có ý... Phải thêm ngay gì nữa? Không có thêm. Đúng rồi, chính xác. Không có thêm. Trời ơi, nó bầm bầm dễ sợ. Chắc là chưa học quen thầy đúng không bạn? Đó. Hay kiểu như là hay là mồi mấy đứa vậy đó, không có nha. Đúng rồi, chính xác. Rồi why nhỏ mất hồn rồi. Why gì? Yeah.
Có đít nữa không? Không, đang quá khứ đơn thì đùi thành gì? Quá khứ đơn thành quá khứ. Đúng rồi, em nhớ có đúng quá khứ đơn thành không? Ok, thử thầy, why, chủ ngữ thầy, you là gì? She, why she? Hát. Rồi, động từ là động từ gì? Go thành cục ba thầy, cục ba là gì? Đúng rồi, chính xác, gone, được chưa? Gone with his dad, đúng rồi, chính xác, his dad. Rồi, làm xong thì coi lời thầy. Làm xong thì coi lời. He asked Liz why she had gone with his dad. Ổn chưa? Rồi, chắc chắn. Dạ, có hiểu bài rồi. Rồi, chứ cái này thầy chưa nói tới mấy cái vụ mà trạng thường chỉ thời gian nữa nha. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ thử làm hai bài tập ở trong này. Bởi vì thầy chuẩn bị mấy cái vụ mà câu hỏi nó không được nhiều cho lắm. Để thầy coi thử coi. Rồi, vậy các bạn làm thầy câu số trời ơi nó bị trùng, thầy bị khùng dễ sợ luôn. Làm giúp thầy câu số 9 nha các bạn, câu số 9 và câu số 10 Jay và Amanda. Trời ơi tự nhiên nó bị trùng ngủ ở nhà. Jay và Amanda, did you see where I left my application letter? Rồi câu này làm thầy đi, rồi em thấy mình mặt anh làm thầy luôn đi. Rồi xíu nghe thầy biết cái đâu số 9 là gì? J. Why did you see where I left? Từ từ nha. Did you see where I left my application letter? Được chưa? Thì câu này là J ask.